Vợ chồng Đồng Hải xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Buổi chiều nay thì thời tiết ở đây gió rất là to, mà trời thì rất là âm u đây. Đấy, mọi người nghe thấy tiếng gió vù vù ấy, chắc là âm thanh nghe rất là khó. Hiện giờ thì hai vợ chồng mình đang đợi chiếc xe ô tô để nó chở cái máy cuốc vào đây. Vừa xong lái xe mới gọi điện là đang ở ngoài chỗ đầu đường thì đang đi vào đây. Hey, xin chào. Tôi thấy cái xe ô tô nó chở máy cuốc ở kia đấy không? À, vào đây rồi à? Đây, giới mình đi thẳng đây thì... Không, đi đường trong này. Vào trong nữa à? Trong này kia, vào đoạn đây này. Hôm nay nhà mình là có cái xe máy cuốc này vào để đào ao đây cả nhà ơi. Máy cuốc to lắm cả nhà ơi. Này. Wow. Wow, cái cầu nó đấy kìa. Mới hôm qua kêu máy thì hôm nay nó chở luôn vào. Thôi kệ nó đang nắng như thế này nó làm tốt. Đây đang đợi mình đó cả nhà. Bây giờ là tí nữa thế kia là máy phải đi xuống mấy trăm mét thì kiểu này xuống đến. Có nghĩa không đi đường trong kia cơ. Nếu mà xe đường trong kia thì ô tô này không vào được. Có đường này thì xe này vào, nhưng mà vào xe kéo được chứ không vào được, chắc phải đến chỗ đầu kia xong rồi xe xích đi chạy xuống thôi. Hôm nọ cái người hoa tiêu rồi thì đi. Đi. Đồ kéo đi vào đây không biết cái này thì mình tớ không biết được. Không, mới là đi cái đường này là xe nào kéo vào được không? À đây đường được. Này, đường thế này. Đi được. Đi được. Đó, đường xuống thôi đó, bỏ xe cái nào. Rồi. Cho vướng ba đi. Vướng cửa không? Tắt không? Né là đây nè. Đây, Phương không đứng đây để cho này ông nào bà xin ăn xem đường nào đó nhá. Để đi xem đường đi. Đang phải đi xem đường đấy. Cái người đi xem đường trước rồi thì là hôm nay không đến. Ôi, bữa nay gió quá. Ồ, to quá. Rồi, nó đỡ vướng hơn không? Thôi quay mình tưởng cái máy nhỏ chứ cái máy to quá, cái gầu to quá. Bác tài xế ơi, cái chỗ này thấy rộng mà không re lại đây để quay đầu được à? Để tí người ta khác không cắt nào được. Không cắt nào được à? Cái móc nó vô thôi là cái đầu nó phải ở chỗ kia. Nó dài quá đúng không? Để tí. Cái xe đi múc vào rồi hả? Múc ao. Ai? Nhà này nhà nào đây nhỉ? Không biết nhàng trang hay sao? Tránh xe. Nhàng trang đó. Cái gì? Nhàng trang hay Tuấn ta? Hai củ lạc à? Hai củ lạc.
Ui tuệ. Thế chú đâu? Bình Quang. Vĩnh Tường hay là gì? Vâng, Vĩnh Tường. Vĩnh Tường hay là đâu? Vĩnh Tường. À, thổ tang Vĩnh Tường. Dân giàu nhất Việt Nam là dân Vĩnh Tường. Ui giàu. Là dân thổ tang. Bây giờ một cái huyện nó biết bao nhiêu xã? Cứ biết là dân giàu nhất. Một cái huyện nó biết bao nhiêu xã? Mà một cái xã nó biết bao nhiêu... nhiêu làng? Là đấy, đấy Minh Tân Yên là chỗ nào tôi chở đó mà. À, đấy là mấy làng lò rèn lò nhất đấy là. Làng buôn trâu buôn bò. Nếu mà nói làng thổ tang thì là giàu nhất. Nhưng mà chịu thương chịu khó nhất là dân thổ tang. Hôm nay là gió ghê á. Một chiếc xe Honda đã được hạ cánh an toàn. Đấy, rất là điệu nghệ. Rồi, hạ cánh an toàn. Super Dream. Kia người đây. Con này giờ lắm là nó xuống. Xuống xe đi thôi. Cái đẩy dây đi nè. Cái gì nữa anh ơi? Không. Ôi, nó xuống thì máy mới xuống đây được. Ôi. Anh ơi. Chú luôn là kia không được kia. Thôi xuống đây đi, đằng nào đây đến đây rồi. Thôi kệ nó anh. Em ơi. Giờ xe lại hả? Đi ngay lại đứng nghe nó động cái kia xong đi bò vẫn đi vào nó đi ngõ đường chứ. Đi vòng 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 đường kia hội. Ấy, đi vòng đường kia hội đi nhá. Vòng đường kia tí có được gương máy rồi lại. Nhà mình à. Rồi, máy bây giờ nó xuống để nó đi xuống đây. Nhà mình ở dưới này nhiều đất không anh? Dạ. Được mấy hecta? Ờ, 3 hết. 3 hết hả? Nhiều quá. Dãy anh ở dưới đấy là kéo điện xuống đến nơi chưa? Hả? Dãy anh ở dưới đấy kéo điện xuống đến nơi chưa? Điện có chứ, điện có máy cháy, thật có tấm tài dưới mà. À. Đây có trai, có tấm máy cháy. À, thế là anh xin điện 3 pha của điện lực hả? Đây là đây là đường nó phải bấm từ đường này đúng không? Đúng, đường, trong đây có chạm riêng à? Hết đường này. Nhưng mà vẫn đường này vào dây điện này vào thế nào chứ? Ừ, đường này vào thì đường. Bọn em giờ mới mua dây ở đây. Xin hết nhiều tiền không anh? Xin xin điện lực hết nhiều tiền không? Dây của cái họ bán đi bán lại mấy lần rồi mà. Ừ, nhưng mà biết thế nào? Mua lại của ông Quang, là người bên Đà Lạt cơ. Anh xin một cái đồng hồ điện hết nhiều tiền không? Tôi lắp đặt nhiều lần nhiều năm người mấy cái kiểu á mấy triệu hơn một cái đường dây một lần về nó kéo cả cọc cả điện cả giấy cho cái hết 40 triệu à. Đường dây nó dài dây nó dài quá 150 mét.
Bao 150 mét á. Bây giờ làm sao để đưa cái máy này xuống đấy? Đấy. Tèn 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 tèn. Đấy. Bắt đầu. Wow. Quá là đồ sộ. Máy này là máy không mấy vậy em nhỉ? Không biết à? Đấy. Wow. Người ta chống cái cần này xuống, xong rồi người ta bò xuống kìa cả nhà ơi. Đã chạm đất. À, người ta quay đầu lại xong rồi người ta lại mít re xuống sau. Wow, hạ cánh an toàn. Còn cái dây điện kìa.
sát chợ đấy luôn không? Em đi sát chợ đây này. Đi vô đó đi, quay qua đây, đi vô. Đi là sát đây, để em đi quay đường đã. Đi xem đi đường kia, đi đường này. Không hiểu không? Đám ngõ đã biết đâu. Phải rồi, chơi đấy. Quay về đi, đường kia đi không? Cái xe nó dài lắm cả nhà. Bây giờ người ta xe ra. Không có đường quay đầu nên người ta phải re ra. Nhìn cây cà phê này thích không cả nhà ơi. Cái chùm quán nó bằng thế này rồi đấy. Mà nó đông đặc luôn. Trời ơi, nhìn sướng lắm. Này nửa tháng nữa hoặc 10 ngày nữa thôi à, chắc là mình phải cho nó ăn một lần phân nữa. Nếu không là nó sẽ bị đuối. Cả nhà mình ơi, thật sự là hôm nay không nghĩ là đem cái máy vào đây tương đối là vất vả. Đấy, cái máy thì nó lại tương đối to, thế là cành cà phê thì nó vươn ra hai bên. Thế hai vợ chồng đành coi như là cất máy quay đi để mỗi người một bên bờ để vén những cái cành cà phê của họ để cho nó khỏi bị ảnh hưởng đến khi xe đi qua đây này. Chẳng hạn là như thế này này. Đấy, những cành cà phê nó vươn ra này là mình phải vén vươn lên cao. Vươn cho nó tránh ra này để cho nó không bị ảnh hưởng đến. Nói chung là chỗ thỉnh thoảng là quệt vào một vài cái lá, nó rụng lá thôi chứ còn không ảnh hưởng một tí gì về cái cà phê, bởi vì là dồng được cái cà phê cũng rất là khó khăn. Đấy. Đường máy đi xuống thì bởi vì nó máy cũng tương đối to, làm ra cũng vất vả. Chứ còn hôm nay lúc nào ra ấy, thì sẽ cho máy nó đi về đường này thì thoải mái. Cứ nghĩ rằng là máy chạy xuống đây thì cái chủ máy đã tiết kiệm được một đoạn đường ấy. Nhưng mà đi nó vất vả quá, mất bao nhiêu công để cho ấy. Còn cái đường này thông ra ngoài kia thì tha hồ, coi như là chạy hết tốc lực cũng được. Đấy, hiện giờ thì em máy cuốc đã đến chân công trình đấy rồi. Ngọc Thủy đang bảo là muốn mua con này để tết tiếc cái thứ đi chơi, không biết như thế nào. Bảo là cứ từ trước này vẫn ước mơ là sẽ mua một con xe ô tô, nhưng mà đây nó cũng có thể bảo con này cũng được. Đấy. Giờ thì máy đến đây rồi. Cái máy còn... này nó to quá cả nhà. Để xem Ngọc Thủy trèo lên đây xem tình hình thế nào này. Đấy, coi như là mai sẽ phải gạt một ít đất xuống chỗ cái mương này để cho máy nó trườn qua, sau đó mới lại vét lên. Đấy, hiện giờ thì Ngọc Thủy đang muốn là tinh thần là sẽ mua con xe này. Đấy, sẽ mua con xe này để thỉnh thoảng đi chơi. Thấy mọi người thấy thế nào? Bây giờ mình ra xa xa chút để quay cho nó được hết tất cả, để Ngọc Thủy mới cả xem nó có hợp với con xe này không nhá. Đấy, được đấy. Ma này cần dài mỏ ngoạm gô. Nhung nhằng gô. Đây, mở xong là mình nói tiếng người giao đấy. Rồi đây là cái xe là cần dài mỏ ngoạm. Thì không biết là cái cần dài mỏ ngoạm là má lại gồ. Ngọc Thủy sẽ quyết định sẽ chơi lớn, sắm một em xe này.
về để thỉnh thoảng để đi ra phố chơi hoặc đi tán giai.